chơi á. Rồi ra thấy không? Ra nè, tới rồi. Tới nè. Nó ra đó, tới lại. Tới lên trên đó. Đúng rồi, tới đó. Rồi đây lại cái đi Lâm ơi. Tắt rồi. Dữ dằn không? Lên ga cái anh Lâm. Nhấc ga cái. Không có khói luôn hả? Chưa xài nhiêu đâu, mới quá trời luôn mà. Ôm chỗ ổn trộn nè. Đây là tắt bằng điện luôn nha. Rồi lật lên cái gì nè. Tắt lên nằm. Tắt bằng điện luôn nha. Rồi đây là này cái đèn cháy đó nha. Này đèn cháy nè. Mình kiểm tra đèn là có nhớ có còn hay không nè. Đây là đèn. Đèn cháy, đèn cái này gì? Dầu hay nước gì phải không? Ừ. Cái này nhớt nè. Ừ. Này nước nè, có thiền là nước nè. Cái này. Cái này dầu nhớt. Nước nè. Ờ nước nè. Cái này gì? Dầu. Ờ dầu kim dầu thuốc kiểm tra nhớt. Ừ. Còn này. Chắc có lẽ xong phải không? Ờ à, đúng rồi này xong nè. Ừ. Rồi chạy lại cái đó nha. Rồi đặt ra cái đi anh. Rồi tắt đi. Ok rồi. Tắt bằng điện nguyên si luôn. Rồi giờ tìm cách nào để hồi mình vệ sinh á. Quấn dây cho gọn để hư dây ạ.